Cô chào các em. Trước khi đi vào học bài mới thì cô có một cái trò chơi ô chữ. Bây giờ cô mời tất cả các em cùng tham gia cái trò chơi ô chữ này. Bây giờ mỗi em sẽ chọn một câu ở trên cái trò chơi ô chữ đó. Bây giờ chúng ta chọn câu hỏi thứ nhất. Cô đọc câu hỏi. Có một loài câu nào không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ vị ngữ? Cô đọc lại, loài câu nào không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ vị ngữ? Đó là gì các em? À, đó là kiểu câu đắng đặc biệt mà các em đã được học. Giờ chúng ta chọn câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi: khi nói hoặc viết có thể lược bỏ một số thành phần của câu tạo thành câu gì? Đó là câu rúng, rút gọn. Chúng ta đi qua câu hỏi thứ ba. Biện pháp nghệ thuật nào dùng để gọi hoặc tả con vật, đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người? Đó là gì các em? Biện pháp nào các em? À, đó là nhân họa. Câu hỏi thứ tư. Đây là thành phần chính của câu: nêu tên sự vật, hiện tượng, có hoạt động đặc điểm, thường trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cái gì. Chú ý cô, đây là thành phần chính của câu: trả lời các câu hỏi ai, con gì, cái gì. Vậy đây là thành phần chính gì đây? Đó là chủ ngữ. Chúng ta đi qua câu hỏi thứ năm. Loại văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào đó. Các em chú ý cho cô, cái từ khóa đây là tư tưởng, quan điểm, xác lập tư tưởng, quan điểm. Thì như vậy chúng ta biết đây là loại văn gì đây nè? Đó là nghị luận. Ta qua câu hỏi thứ 6. Khoảng trống là ý kiến. Cái gì là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định hay phủ định, được diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu và nhất quán? Đó là luận điểm. Chúng ta qua câu hỏi thứ 7. Luận cứ là lý lẽ ... đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Đó là dẫn chứng. Bây giờ câu cuối cùng. Thành phần chính nào của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho cả câu hỏi làm gì, như thế nào, là gì? Chú ý cho cô, thành phần chính của câu mà trả lời cả câu hỏi làm gì, như thế nào và là gì? Đó là thành phần vị ngữ. Thì như vậy chúng ta có cái từ khóa đây, nó nằm ở cột ô màu vàng, đó là cụm từ tráng ngữ. Vậy tiết học hôm nay cô trò chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu thành phần tráng ngữ. Trước khi đi vào thành phần tráng ngữ, trước khi đi vào học bài mới thì cô có một cái phần khởi động. Các em quan sát câu hỏi trên màn hình: khi nào anh đi Hà Nội? Ngày mai. Như vậy câu in đậm ở đây lược bỏ thành phần nào? Ngày mai là thành phần gì trong câu?
Thì như vậy, tiết học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu. Trước khi đi vào học bài mới, thì cô giới thiệu cho các em về cái trọng tâm về mặt kiến thức và kỹ năng của cái tiết học hôm nay. Về mặt kiến thức thì cô sẽ cung cấp cho các em về là thứ nhất là một số tràng ngữ thường gặp, cái kiến thức thứ hai đó là vị trí của tràng ngữ trong câu. Về kỹ năng, sau cái học bài này xong thì các em sẽ nhận biết được thành phần tràng ngữ của câu và các em biết được phân biệt các loại tràng ngữ. Tiếp theo cô giới thiệu về cấu trúc của bài học. Cấu trúc bài học hôm nay nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đặc điểm của tràng ngữ. Trong phần đặc điểm của tràng ngữ, chúng ta sẽ học hai nội dung, đó là thứ nhất là tìm hiểu ý nghĩa của tràng ngữ và thứ hai là tìm hiểu hình thức của tràng ngữ. Và phần thứ hai là mà đó là chúng ta đi vào phần luyện tập. Bây giờ cụ thể mỗi phần như thế nào thì tiết học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu. Bây giờ chúng ta đi qua tiết 88 tiếng Việt thêm tràng ngữ cho câu, tiết 1. Bài này chúng ta sẽ học trong vòng 2 tiếng. Giờ chúng ta đi vào tìm hiểu cái phần mục 1 là mà đặc điểm của tràng ngữ. Trước khi đi vào tìm hiểu tràng ngữ có những cái đặc điểm gì thì chúng ta đi vào mục 1 nhỏ tìm hiểu ngữ liệu ở sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc ngữ liệu. Mời các em quan sát ngữ liệu trên màn hình. Chúng ta cùng đọc. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà dựng cửa vỡ ruộng khai hoang. Tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Tre với người như thế đã 7.000 năm, một thế kỷ văn minh khai hóa của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn còn phải vất vả mãi với con người. Cối xe tre nặng nề quay từ mình đời nay xây nấm thóc. Bây giờ cả em hãy tìm cho cô tràng ngữ được sử dụng ở trong đoạn văn này. Về kiến thức tràng ngữ thì ở tiểu học cả em đã được học. Bây giờ các em dễ dàng trong đoạn văn này, các em dễ dàng xác định được thành phần tràng ngữ. Như vậy, cái thành phần tràng ngữ thứ nhất đó là dưới bóng tre xanh. Cái thứ hai đó là đã từ lâu đời. Tràng ngữ tiếp theo là đời đời kiếp kiếp. Tràng ngữ tiếp theo đó là nghìn đời nay. Bây giờ cô có một câu hỏi. Qua cái ngữ liệu vừa rồi hay là qua việc tìm hiểu các cái tràng ngữ vừa rồi thì hãy cho biết các tràng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu những nội dung gì. Bây giờ chúng ta đi qua phần 2 nhỏ, nhận xét. Dưới bóng tre xanh là tràng ngữ chỉ nơi chốn. Đã từ lâu đời là tràng ngữ chỉ thời gian. Đời đời kiếp kiếp là tràng ngữ chỉ thời gian. Từ nghìn đời nay là tràng ngữ chỉ thời gian. Ngoài một số ý nghĩa sẽ bổ sung cho thành phần tràng ngữ thì bây giờ ngoài cái nơi chốn thời gian địa điểm bổ sung cho tràng ngữ thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm là thành phần tràng ngữ sẽ bổ sung cho câu những cái ý nghĩa gì nữa. Ví dụ câu thứ nhất, vì xe bị hỏng nên em đã đến trường muộn. Như vậy vì xe bị hỏng thì rõ ràng cái thành phần tràng ngữ đấy chỉ gì đấy các em? Đấy là tràng ngữ chỉ nguyên nguyên nhân. Tiếp theo, lễ phép lang chào cô giáo rồi ra về.
Như vậy, từ lễ phép là tràng ngữ chỉ cách cách thức. Ví dụ tiếp theo, với chiếc xe đạp tôi phóng một mạch về nhà. Như vậy, tràng ngữ với chiếc xe đạp đây là tràng ngữ chỉ phương tiện. Để đạt kết quả cao trong học tập, em phải chăm chỉ học hành. Thì như vậy, để đạt kết quả cao trong học tập thì đó là thành phần tràng ngữ chỉ mục đích. Bây giờ trên màn hình là một cái sơ đồ tư duy, cô đã khái quát lại cả cái công dụng hay là ý nghĩa của tràng ngữ. Thì như vậy tràng ngữ sẽ bổ sung cho câu những ý nghĩa, ví dụ như là tràng ngữ chỉ thời gian, tràng ngữ chỉ nơi chốn, tràng ngữ chỉ nguyên nhân, tràng ngữ chỉ mục đích, chỉ phương tiện và chỉ cách cách thức. Đây là một số cả cái ý nghĩa bổ sung cho tràng ngữ. Các em có thể vẽ cái sơ đồ này vào vở. Bây giờ câu hỏi tiếp theo, các em hãy nhận xét cho cô về vị trí của tràng ngữ trong câu. Và hãy cho biết nếu chúng ta di chuyển tràng ngữ đó thì nội dung của câu văn này có thay đổi hay không. Câu thứ nhất, dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà dựng cửa, vợ ruộng khai hoang. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy là cái tràng ngữ dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời thì nó nằm ở vị trí nào trong câu bé? À, nó nằm ở đâu? Đầu câu. Bây giờ chúng ta có thể chuyển tràng ngữ này ra nắm ở đầu câu hoặc là cuối câu. Bây giờ cô có cái câu tiếp theo, người dân cày Việt Nam dựng nhà dựng cửa, vợ ruộng khai hoang, dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời. Thì như vậy là tràng ngữ dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời đã được chuyển xuống cuối câu. Hoặc người dân cày Việt Nam dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời, dựng nhà dựng cửa, vợ ruộng khai hoang. Thì như vậy dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời thì thành phần tràng ngữ này nó nằm ở giữa câu. Hoặc chúng ta đi qua câu 2, tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Thì như vậy đời đời kiếp kiếp thành phần tràng ngữ này nằm ở cuối câu. Bây giờ chúng ta chuyển thành phần tràng ngữ này ra đầu câu, đời đời kiếp kiếp tre ăn ở với người. Hoặc là tre đời đời kiếp kiếp ăn ở với người. Như vậy là câu tiếp theo này thì tràng ngữ nó nằm ở giữa câu. Câu 3, cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay xay nắm tóc. Thì như vậy là thành phần tràng ngữ này nằm giữa câu. Từ nghìn đời nay cối xay tre nặng nề quay, xay nắm tóc. Như vậy từ nghìn đời nay tràng ngữ nằm đầu câu. Cối xay tre nặng nề quay, xay nắm thóc, từ nghìn đời nay tràng ngữ nằm cuối câu. Như vậy qua việc tìm hiểu cả cái câu vừa rồi, các ví dụ vừa rồi, và qua việc chúng ta chuyển đổi vị trí của tràng ngữ trong cả câu đó, thì chúng ta thấy rằng về hình thức tràng ngữ có thể như thế nào, các em có thể đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Và khi chúng ta thay đổi thành phần tràng ngữ, vị trí của tràng ngữ trong câu thì ý nghĩa của câu có thay đổi hay không, các em? Như vậy là khi chúng ta thay đổi vị trí của tràng ngữ thì ý nghĩa của câu không có gì thay đổi cả. Vậy chúng ta sẽ nhận biết tràng ngữ khi nói và khi viết bằng cách nào? Giữa tràng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có quảng nghĩa khi nói hoặc là một dấu phẩy khi viết. Bây giờ từ việc tìm hiểu ngữ liệu vừa rồi, chúng ta rút ra một cái bài học là ghi nhớ. Về ý nghĩa, tràng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn.
nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. Về hình thức, tràng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hay giữa câu. Giữa tràng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc là một dấu phẩy khi viết. Như vậy phần này nó có trong phần ghi nhớ của sách giáo khoa, các em về nhà học thuộc lòng nha cô. Bây giờ để chúng ta hiểu rõ hơn cái phần đặc điểm của tràng ngữ mà chúng ta tìm hiểu ở mục 1 lá mã vừa rồi, thì chúng ta cô có một cái bài tập nhanh. Yêu cầu của bài tập: hãy xác định phát phân loại tràng ngữ trong các câu sau. Câu 1: để cha mẹ vui lòng, An đã cố gắng rất nhiều. Câu 2: vì ngộ độc thức ăn, con chó đã bị chết. Câu 3: nhanh như cát rùa hạ miệng đợp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Câu thứ 4: mấy bạn nữ đang chơi nhảy dây ở dưới gốc phường. Câu 5: cây cà phê từ lâu đời gắn bó với người dân Tây Nguyên. Câu 6: với một chiếc khăn bình dị, nhà ảo thuật đã tạo nên những tiết mục rất đặc sắc. Bây giờ các em có thể ghi nhanh ra vở hay ra giấy nhạc của mình. Các em lấy bút chì, các em đánh dấu vào cho cô những thành phần cùng từ nào là làm thành phần tràng ngữ, và cho biết đó là tràng ngữ nó có bổ sung cho câu những cái ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trả lời cả cái câu hỏi bài tập vừa rồi. Như vậy cái tràng ngữ thứ nhất, để cha mẹ vui lòng, thì rõ ràng để cha mẹ vui lòng có từ để đây, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là đây là tràng ngữ chỉ mục đích. Câu thứ hai, vì ngộ độc thức ăn, như vậy đây là có chữ vì, thì đây là tràng ngữ chỉ nguyên nhân. Câu thứ ba, nhắn như cắt, có từ như ở đây, thì đó là tràng ngữ chỉ cách thức, tràng ngữ chỉ cách thức. Ở giữa góc phường thì rõ ràng chúng ta xác định được đây là tràng ngữ chỉ nơi chỗ. Và từ lâu đời là tràng ngữ chỉ thời gian. Với một chiếc khăn bình dị, đây là tràng ngữ chỉ phương tiện. Các em ghi xong chưa? Cô có một bài tập tiếp theo. Trong hai cặp câu sau, câu nào có tràng ngữ và câu nào không có tràng ngữ, tại sao? Cặp câu thứ nhất: A, tôi đi chơi hôm nay. B, hôm nay tôi đi chơi. Cặp 2, lớp 7C học bài 2 giờ. Câu B, 2 giờ lớp 7C học bài. Bây giờ các em quan sát lại cho cô hai cặp câu ở trên màn hình. Các em hãy cho cô biết cặp câu nào là câu có tràng ngữ và cặp câu nào là câu không có tràng ngữ. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là câu B của cặp 1 và câu B của cặp 2 là có thành phần tràng ngữ. Câu B của cặp 1, hôm nay tôi đi học, có từ hôm nay, đó là thành phần tràng ngữ. Cặp 2, 2 giờ lớp 7C học bài. Như vậy, 2 giờ đó là thành phần tràng ngữ. Như vậy, câu B của cặp 1 và cặp 2 là câu có thành phần tràng ngữ. Như vậy nó bổ sung cho câu về ý nghĩa, đó là chỉ về thời gian. Còn câu A của hai cặp không có tràng ngữ. Các em xem lại câu A của hai cặp: tôi đi chơi hôm nay, lớp 7C học bài 2 giờ.
tôi đọc báo hôm nay. Thì như vậy, hôm nay là phụ ngữ cho danh từ báo. Tôi đi học 2 giờ. Thì như vậy, 2 giờ trong câu này là bổ ngữ cho động từ đi học. À, cô xin lỗi các em, ở trên cái câu thứ nhất là tôi đọc báo hôm nay, thì bên cái ngữ liệu bên này là tôi đi chơi hôm nay, thì đây là cái ngữ liệu cô đưa ra. Bên này có sự nhầm lẫn, có nghĩa là câu A của cặp 1 là tôi đọc báo hôm nay. Em có thể sửa lại cho cô là câu A của cặp 1 là tôi đọc báo hôm nay. Như vậy 2 giờ là bổ ngữ cho động từ đi học. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng lý thuyết ở phần 1 la mã để đi vào giải quyết bài tập ở phần 2 la mã luyện tập. Bài 1, hãy cho biết câu nào là cụm từ mùa xuân là tràng ngữ. Trong những câu còn lại, cụm từ mùa xuân đóng vai trò gì? Kém mà mở sách ra, kém chú ý vào bài tập 1 ở phần luyện tập cho cô. Mùa xuân của tôi, mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa riu riu, gió lành lạnh, có tiếng nhàn kêu trong đêm xanh. Câu B, mùa xuân cái gào gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Câu C, tự nhiên như thế ai cũng chuộng mùa xuân. Câu D, mùa xuân mỗi khi hòa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự đổi thay kỳ diệu. Bây giờ các em lược lại cho cô cả cái câu A, B, C, D. Bây giờ câu A, từ mùa xuân của tôi. Mùa xuân trong câu thứ nhất. Mùa xuân của tôi, mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa riu riu. Thì như vậy, từ mùa xuân ở trong câu A, mùa xuân thứ nhất, mùa xuân của tôi đó là đảm nhận vai trò là chủ ngữ. Là mùa xuân có mưa riu riu thì mùa xuân sau từ là này là đảm nhận vai trò là vị ngữ. Câu B, mùa xuân thì mùa xuân trong câu B này đó là thành phân tráng, tràng ngữ. Đấy là tràng ngữ gì em? Tràng ngữ chỉ thời gian. Câu C, tự nhiên như thế ai cũng chuộng mùa xuân. Thì như vậy từ mùa xuân ở câu C đó là gì? Đó là phụ ngữ cho động từ. Cho động từ chuộng. Và câu D, mùa xuân ở câu D đó là câu đặc biệt mà chúng ta đã được học. Bây giờ chúng ta đi qua bài tập 23. Ở bài 23 này cô kết hợp cả hai bài, có nghĩa là chúng ta vừa tìm tràng ngữ và sau đó chúng ta phân loại các tràng ngữ có trong câu A, câu B của bài tập 23. Bài tập 2. Bây giờ cô mời các em đọc tiếp cho cô cái bài tập 2 và cái yêu cầu của bài tập 3. Các em tìm cho cô thành phần tràng ngữ và ý nghĩa của nó. Ta phân loại tràng ngữ có nghĩa là ý nghĩa của nó, bổ sung cho câu ý nghĩa gì. Như vậy, tràng ngữ thứ nhất, như báo trước mùa về, thì đây là tràng ngữ chỉ cách thức. Tràng ngữ thứ hai, khi đi qua những cánh đồng xanh, thì đây là tràng ngữ chỉ thời gian. Thì câu sau là nó nằm ở câu trên. Trong cái vỏ xanh kia là tràng ngữ chỉ nơi chỗ hay là chỉ địa điểm là giống nhau.
nơi chỗ và địa điểm nó giống nhau, kém lùi. Dưới ánh nắng tràn ngược chỉ nơi nơi chỗ. Với khả năng thích ứng của cô B là tràn ngược chỉ cắm các thực, kém có thể lấy bút chì đánh dấu vào ở trong sách giáo khoa, hoặc là kém có thể ghi vào vở. Bây giờ chúng ta qua cái phần tổng kết. Như vậy để tổng kết bài học hôm nay thì cô có một cái sơ đồ tư duy để hệ thống hóa lại những cái kiến thức mà chúng ta đã vừa học đã học vừa rồi. Thứ nhất là sơ đồ về đặc điểm của tràng ngữ. Thì về mặt ý nghĩa, tràng ngữ chỉ sẽ bổ sung cho câu những ý nghĩa như là chỉ thời gian, nơi chỗ, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức. Về hình thức, tràng thứ nhất về vị trí thì tràng ngữ có thể đứng đầu câu, giữa câu hay là cuối câu. Kém vẽ nhanh cái sơ đồ này vào. Như vậy các em có thể học nắm nội dung qua cái sơ đồ này. Như vậy về hình thức thì tràng ngữ còn là khi để nhận biết tràng ngữ thì là tràng ngữ ngang cấp với chủ ngữ, vị ngữ và có một dấu phẩy khi chúng ta nghỉ. Bây giờ phần cuối cùng là phần cô dặn dò về nhà. Cái phần thứ nhất là cô yêu cầu các em về nhà học thuộc cái nội dung của phần ghi nhớ, nắm vững đặc điểm của tràng ngữ. Có một cái bài tập các em cần phải làm vô vở cho cô, đó là hãy viết một đoạn văn ngắn tả cảnh đẹp đến trăng, trong đó có sử dụng ít nhất là một tràng ngữ, có thể là tràng ngữ chỉ thời gian hay là nơi chốn. Và tiếp theo là các em soạn cho cô về bài mới, đó là tìm hiểu chung về phép lập luận chứng chứng minh. Như vậy tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô mời các em nghỉ. Chúc các em sức khỏe và chúc các em học tốt.